Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2024 và 10 tháng 8 năm Giáp Thìn, quý Phật tử đã văn tập về chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để tham dự khóa tu niệm Phật một ngày dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Đức tại chùa Phật Quang. Mở đầu ngày tu học dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Tuệ Túc, Phó Ban hướng dẫn Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, toàn thể đạo tràng đã văn tập về nơi Đại Hùng Bửu Điện chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, sau đó bắt đầu vào thời khóa tụng kinh A Di Đà và trì niệm danh hiệu Đức Phật. Trong không khí trang nghiêm, hội chúng đồng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Trong pháp môn niệm Phật, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là niềm tin. Niềm tin là bước đầu của người vào đạo, giúp nuôi dưỡng các căn lành. Thế nên khi niệm Phật phải luôn nhớ nghĩ đến công hạnh của Đức Phật A Di Đà, giữ vững niềm tin kiên cố mới có thể nhất tâm trì niệm. Đến trưa, toàn thể đại chúng cử hành thời khóa cúng ngọ. Sau khi thọ trai trong chánh niệm, đạo tràng thực hành đi kinh hành niệm Phật, từng bước chân chậm rãi vững vàng, theo dõi theo từng hơi thở, dùng hơi thở để kiểm soát bước chân, đem lại sự cân bằng và yên tĩnh trong tâm hồn, tăng cường khả năng tập trung, đem lại sự an lạc ngay trong thời khắc thực tập. Vào đầu giờ chiều, đạo tràng được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Tuệ Mẫn tiếp tục với thời khóa trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để tưởng nhớ tri ân công đức vô lượng của Ngài, nguyện khắc ghi tinh thần tu tập, áp dụng giáo pháp lời dạy của Ngài trên con đường tìm về bến bờ giác ngộ. Kết thúc khóa tu niệm Phật một ngày, Đại Đức Thích Tuệ Túc đại diện chư Tôn Đức chùa Phật Quang tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử đã tạm gác lại công việc bận rộn của gia đình về chùa tham dự khóa tu với tinh thần đầy hỷ lạc. Đây là nơi mà mọi người cùng nhau tu học Phật pháp, chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức với bạn đồng tu, được sự hướng dẫn chỉ dạy của chư Tôn Đức, sau đó áp dụng những kiến thức đã học được vào cuộc sống, cùng nhau tìm thấy sự an lạc trong hiện tại và tương lai. Sau cùng, Đại Đức kính chúc quý Phật tử thân tâm thường lạc, gia đình luôn bình an hạnh phúc.